giận quá, chồng quá hèn nhát nhục nhã vô cùng nhục nhã. Trời ơi, có gì đâu mà nhục em, sao nói quá. Đợt. Dạ, ủa gì? Anh vô anh coi kiến thử coi. Con gì? Coi kìa cái tướng tá anh á, như con heo nọc vậy đó. Mà đụng chuyện thì mặt tái mét như con gà mái vậy đó, mà còn có chút xíu à. Cái gì nói này nè. Ủa, sao anh biết? Gì? Hả? Tôi nói cái gan anh còn có chút xíu à. Thì em biết rồi mà, nào giờ anh là người hiền lành, đâu có quen đánh lộn. Em đâu kêu anh đánh lộn, em kêu anh đánh trúng mà. Ít nhất anh ra đường á, anh thấy chuyện chướng tay gai mắt anh phải nhảy vô anh can thiệp chứ. Có đâu cái thằng ăn cướp nó rượt theo bà già nó giữ cái bóp trước mặt anh vậy đó, anh quay chỗ khác để cái thằng cướp nó xô bà già té xuống đường, mém chút xíu nữa xe cán bả rồi. Anh có thấy xấu hổ không chứ em, mắc cỡ quá đi. Trời ơi, tại vì nó xảy ra bất ngờ lẹ quá cho nên anh không có phản ứng kịp, chứ đâu phải là anh không có muốn giúp bà già đó. Em nói thiệt á, anh ra đường anh thấy vậy anh không can thiệp người ta, mai mốt anh đụng chuyện ai can thiệp tới anh. Tánh em hả, ra đường hả thấy bất bình là rút dao tương trợ liền. Em ơi, cái câu đó là chị viết cho mấy người học cung phu trong mấy cái phim Tàu thôi. Chứ em sao được nè, đó, thấy chưa nè, nè, tương trợ nè. Cho nên nè, trầy trụa tay chân nè, rồi đầu gối máu tuôn thành dòng nè. Trời đất ơi, không có được đâu em ơi. Nhưng mà em đàn bà tay yếu chân mềm. Em là tay sắt chân chì thì đúng hơn. Nhưng mà ít nhất em cũng rượt theo là ăn cướp. Em rượt nó 3-4 ngã tư đường. Em nhắm em đàn bà, em rượt theo không kịp chứ gì. Em nhào tới em ôm hai cái chân nó té, anh thấy không? Rồi sao nữa? Rồi em té theo. Trời ơi, té theo mà cũng nói nữa. Nhưng mà ít nhất em cũng giật được đứa cái bóp cho bà già. Ha? Quay qua quay lại thấy anh đâu mất tiêu. Rốt cuộc thấy anh trốn ở dưới cái thùng rác á. Nhục không? Nhục không? Gì đâu, thì tại vì anh ở nhà em ăn hiếp anh quá cho nên anh ra đường anh thấy em giơ tay giơ chân là anh sợ anh phải núp chứ. Chứ đâu anh đâu có sợ thằng ăn cướp. Được. Cái gì vậy? Em báo cho anh biết. Trong vòng một tuần lễ anh phải tập cái này ha. Anh đàn ông á hiền quá ra đường người ta coi thường. Em báo cho anh biết cái này là đồ chơi, mai mốt ai ăn hiếp anh chơi liền, biết chưa? Thầy hiền cho nên em có thường anh đó đến giờ rồi. Em báo cho anh biết đây không phải lần đầu nghe. Bữa hổm đi cine cũng vậy nữa, cái thằng cha kia kìa chả công khai chả bóp gì chả bóp đít em trước mặt anh vậy đó, mà anh cũng quay chỗ khác anh làm ngơ luôn à. Làm em phải trở cán vụ em đập nó phun máu đầu ha. Tưởng sao thấy phun máu đầu cứ xỉu. Trời ơi, đàn ông gì mà kỳ vậy, đàn ông kỳ vậy. Thì anh cũng đâu có ngờ em mà cũng có thằng nó dê. Cũng có thằng khùng nó dê nó cưới em đó. Thằng nào vậy? Thằng này nè. Em báo cho anh biết ha, thà em lấy thằng khùng mà nó gan còn hơn là em thấy thằng hèn nhát. Ok, bây giờ em vô em nấu cơm. Anh qua bên má, anh coi má sai cái gì từ sáng giờ mới nhắn trong phone mấy lần. Đi lẹ lẹ về ăn cơm. Em có cần anh phụ là làm không. Sao tôi hiền tôi lấy nhận vợ vô con quá trời. Đực. Anh chửi em gì vậy? Không có. Anh nói em dễ thương quá. Quên đi nha. Đi lại là trời ơi là trời. Tôi khoái thằng chồng bậm trợn lắm mà. Sao tôi lấy nhầm cục bột biết đi vậy. Trời ơi là trời. Âu. Đứng im đi. Dậy hả? Dậy hả mày? Ừ. À, đánh lộn hả? Trời ơi, ăn cướp ăn ngày hả? Gặp cảnh bất bình rút dao tương trợ. Chết cha, không có dao. Đây, con cây. Trời lỡ cây. À, vợ mình nói là phải đánh cái thằng nào mà bự con mặc như con nhất. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Đứng đi. Mày xuống. Mày xuống. Mày biết thế này không? Hả? Mày đánh ra sáng đó. Mày xuống. Đi đâu? Xe cứu thương gấp, bỏ lên. Đi về bác. Trời ơi, vợ tôi xui dại không à. Bỏ lên. Cũng tụi mày nữa. Tụi mày biết cha Trung úy Danny là võ nó giỏi rồi. Ba thằng mình chưa chắc đánh lại đó. Em biết. Tao kêu hai thằng mày ôm lại, có thằng nào ôm không? Em ôm nó đâu ôm đâu. Thằng nào? Cũng thằng này đổ cho thằng kia nè. Thên nha con, hôm bữa mà nó mang súng ra nó bắn là thôi rồi, tiêu rồi nha con. Ông cảnh sát sao ông bắn mình được, anh nói sao? Mày nói sao nó không bắn? Mày đang chơi đồ người ta nó bắn không? Em ôm ổng lại mà. Mày chỉ giỏi cái miệng không à? Cái này mày chết kìa mày. Mày dám quấn cảnh sát hả? Hả? Tù một công nghe chưa? Đi mày, để lên.
Phen này cho mày tù đột xương luôn. Đi. Vô. Vô. Officer. Gì? Cho tôi gọi điện thoại cho vợ tôi để. Làm gì? Lãnh tôi ra. Lãnh hả? Lãnh cái đầu của mày á. Đi vô. Nè. Cái gì mà? Ê. Tụi bay coi chừng tao nghe chưa? Tụi bay coi chừng tao à. Ê ê, thấy chữ gì không mày? Dạ thấy. Ai cho mày ngồi đó? Ủa, chỗ này có anh hả? Ờ. Ai cho mày ngồi đây? Trời ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn hả? Tôi xin lỗi. Vậy thôi. Ai cho mày đứng đó? Trời đất ơi, cái chỗ này cũng có anh luôn. Mấy anh chắc ở vô đây thường lắm ha. Giỡn mặt đó mẹ. Ê, còn chạy không? Cái gì chạy? Đồng hồ mày á, còn chạy không? Trời đất ơi, Omega mà anh nói. Xe tăng cán qua vẫn còn chạy như thường chứ nói. Dạ, tháo ra mày. Tại sao bà tháo? Giờ tao kêu mày tháo không? Trời ơi, tháo làm dữ vậy. Cũng Omega thì hết. Tốt lắm à. Con sai mà. Ừ. Bỏ túi. Gì vậy? Ê, gì vậy? Dài hiệu gì mày? Gucci. 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 À, cũng ngon ha. Gucci made in Italy ha. Không phải Gucci. Gucci mắc in Củ Chi. Củ Chi hả? Củ Chi cũng lấy nè. Lột ra mày. Nó mang đâu có vừa anh đâu. Tôi mang số 19 lận à. Cái gì mày giỡn mặt hả mày? Mày vậy mà ăn sao sai số 19 hả mày? Thì chân này số 10, chân này số 9 là 19. Lột ra mày. Gì lột? Giờ nó kêu mày lột hả? Lột thì lột chứ trời. Ôi tôi chết tôi rồi, vợ tôi. Đây. Ê chuột. Ê dạ, đại ca. Người ơi. Tao đang cần cái đồng hồ với đôi giày. Em biết mà. Em biết đại ca cần mà. Em có ý là em lột của nó ha, để nạp cho đại ca mà. Ngày này đại ca. Ông hồ ngon lành đại ca. À, ngon lành. Ờ. À. Gai không? Omega đàng hoàng á, Omega. Vậy đó mày. À, trời ơi, em biết. Để cho đại ca, đó đại ca thấy không? Đó, bóng bóng thấy không? Trời ơi, em đúng mang size số 9 đại ca. Em mang size số 13, 14 mà. Em đâu phải số lớn. Trời, đại ca hiểu lầm em rồi. Sao? Ê, gì? Sao mày vô đây mà không biết luật mày? Tôi đâu biết luật gì đâu. Mày biết ở đây có đại ca không mày? Ba người tôi đâu biết ai là đại ca. Ê, bộ mày đuôi hả mày? Nè, tôi hiểu mày. Đây nè, đây là đại ca của đảng Bon Tu Dai. Ok. Chào đại ca mày. Dạ, kính chào đại ca Ba Tu Don. À. Dạ, kính chào đại ca Bon Tu Dai. Thuốc. Thuốc mày. Gì vậy? Da mày ăn gì bệnh mày? Đó đây ngủ ta mày. Chuột. Ê dạ, đại ca, em. Thấy bộ nó mày. Em đâu có. Tối để tao ngủ với nó chứ. Hả? Em biết là đại ca phải ngủ trước mới tính yên em biết mà. Tao ngủ trước rồi, tụi bay muốn làm gì đó tụi bay làm. Dạ em biết, đại ca hiểu lầm em nữa. Trời ơi, vợ tôi hại tôi rồi. Vợ tôi. Officer. Ôi, trời ơi, ghê quá. Chừng nào em mới được thả vậy? Thả mày hả? Mày đợi chút đi.
Tụi bay giỡn mặt hả mày hả? Mày giỡn mặt hả? Chỗ này cho mày cho bây giờ hả? Hả? Còn cái thằng này nữa. Nó làm gì dữ vậy trời? Gì vậy? Bay nữa mày. Trời ơi, sao sợ đứt quay vậy? Mày làm gì vậy hả? Mày có biết là mày đánh cảnh sát này tội nặng lắm hay không? Cả cái đồn cảnh sát bây giờ đó đang họp lại á, tìm cách để trị tội mày đó, mày biết không? Phen này mày tiêu rồi con à. Mày nữa nghe chưa? Hồi sáng này á, mày đánh ai mày nhớ không? Thì tôi lộn mà, tôi đâu có cố ý đâu. Mày đánh Trung úy cảnh sát Danny mày có biết không? Đại ca, Trung úy Danny đại ca. Tụi mày có biết Trung úy cảnh sát Danny là ai không vậy? Ông ta là trưởng ban bài trừ cái bọn du đảng này nè. Ông ta chuyên môn hoạt động underwear. Undercover là tiêu diệt cái bọn du đảng. Mày dám tay không ha? Mày xông ra mày đánh ông lòi cái bản họng ra ha? Mày ngon ha? Mày giải thoát trên con cái thằng cướp khét tiếng này chưa? Officer à, vậy tôi đã nói là tôi lỡ tay rồi. Nếu mà tôi nghe lời đúng vợ tôi dạy đó, gặp sự bất bình mà rút dao đó, giờ này rồi tôi chém chết cha cái Trung Quý đó rồi. Cái gì? Mày nói gì? Con vợ mày là du đảng hả? Không phải. Chứ lại gì? Du côn mà. Trời ơi, mày chết đi cho mày nghe chưa? Cũng cái thằng ông nội này nè. Đại ca. Làm gì dữ vậy mày? Trời ơi, sếp trời ơi. Đánh! Cảnh sát rồi. Đánh! Nguyên cái lũ bọn du đảng á, bon to die này nè. Mấy năm nay nó lộng hành, nó quậy nát cái thành phố này. Cả cái đồn cảnh sát á, không có ai mà trị được tụi nó. Cuối cùng á, phải nhờ á, Trung úy cảnh sát Danny á, ra tay mới tóm được trọn ổ tụi này. Vậy mà mày bị dám nghe là mày xông tới đánh ổng hả? Mày ngon với tao trời hả? Ơi, tôi đã nói là tôi lỡ tay mà. Lỡ tay. Phen này á, cho mày tù rụt xương nha mày. Mày dám đánh cảnh sát hả? Dám đánh cảnh sát hả? Tội nhẹ cũng thành nặng. Tao nói cho mày biết nha. Mày cứ ngồi ở đây đi, gỡ vài chục cuốn lịch đi nghe không? Nghe không? Khi mày bước chân ra khỏi cái căn tù nè, vợ của mày á bị người ta xài, con của mày á bị người ta xài, nghe chưa? Không, chỉ có điều á là mày phải biết điều với tao, nghe không? Sao 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 quay vậy? Ngồi gì? Coi chừng tao nghe mày. Về. Anh hai. Hả? Bộ anh tay không mà anh hạ được Trung úy Danny đó. Tại lỡ tay thôi. Trời ơi, Trung úy Danny võ nghệ cao cường lắm. Đó là chưa nói cái vụ mà cha bắn súng nha. Cha mà súng ra khỏi vỏ là trăm phát trăm trúng đó. Bà có thiệt không vậy? Ôi, tại anh chả đâu có ngờ là tôi... Trong giang hồ đó, nói thiệt với mấy chú á, nhiều khi á, mình phải bất ngờ tung ra những cái độc chiêu bí truyền mà địch thủ không thể nào đoán trước được. Tôi nói anh hai nghe nha, nguyên cái thành phố này mấy chục băng đảng, mà mỗi lần nhắc đến Trung úy Danny thôi là thằng nào thằng đó là run sợ hết. Thằng nào đụng giá là gục á. Gục liền. Đụng thằng nào rớt thằng đó. Mà bây giờ đại ca tay không mà hạ đường cha rồi là đại ca làm phước cho cái đám giang hồ tụi tôi rồi. Chuyện nhỏ mà. Chốt. Ê, dạ đại ca, có em. Kiếp. Anh biểu ơi. Đại ca kiếm mày kiếm. Lấy cái áo ra mày. Ê, dạ. Mày cởi cái áo ra mày. Sao ca, cởi áo xong rồi sao đại ca? Trao áo cho đại ca. Chốt. Ê, dạ đại ca. Biểu ơi. Dạ. Kiếp. Tụi bay nghe tao nói nè. Dạ. Tao long trọng tuyên bố cho tụi bay biết kể từ giờ phút này. Dạ. Tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Ủa, tại sao vậy đại ca? Khoan. Dạ. Đây mới là đại ca của tụi bay. Đại ca. Tụi bay nghe chưa? Dạ. Còn không mau dọn chỗ cho đại ca ngồi. Dạ. Dạ con. Đại ca. Dọn sạch mấy. Đại ca. Are you talking to me? Xin mời đại ca ngồi. Mời đại ca ngồi. Tụi bay nhớ, tao bây giờ chỉ là nhị ca thôi, nhớ chưa? Dạ. Đại ca. Đại ca kìa, cái chỗ này hồi xưa em ngồi á đại ca. Dạ. Mấy giờ rồi chuột?
Chuột. Đi dạ. Đi cả. Có em, có em. Lấy đồng hồ này lo cho sạch trả lại cho đại ca. Dạ dạ. Ba có sạch. Trả lại. Đó. Kiệt. Trả lại ca. Trời, trong này sao lạnh cẳng quá vậy ha. Kiệt. Dạ. Lấy đôi giày này lau cho bóng, đưa lại cho đại ca. Em đánh bóng rồi đại ca. Ừ. Đeo lẽ mang vô cho đại ca liền mấy. Còn bóng với đại ca. Đó này. Thuốc mấy, thuốc như là mấy. Đó. Gầm. Gầm đâu? Nhanh mày. À, tao nhớ, tao nhớ. Gì vậy? Gì vậy? Em để gầm đây nè. Đó, 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 đại ca. Đó, đó, đó. Ăn gầm nếu. Vậy ca, vậy ca. Không lẽ tụi mình phải sống ở đây suốt đời sao vậy ca? Bây giờ sao? Em có đề nghị. Đề nghị gì? Vậy ca ra đây. Vậy ca, vậy ca. Thử thử chui vô bên giữa không? Đó, đó, đó. Coi chừng lộ mày, để tao. Để cho anh trả đây. Tối nay anh em mình chui thử đây ra nha. Mày hay. Dạ. Yeah. Tối. Đại ca, đại ca. Ừ. Gì? Trung úy Danny nha. Ừ. Khét tiếng là giỏi võ. Ừ. Vậy mà đụng với đại ca có một hiệp ơi là gục liền rồi. Ừ. Em nè. Nói thiệt đại ca nha, em nè. Tập võ mười mấy năm rồi nha. Ừ. Nhị đẳng Thái Cực Đạo nè. Tam đẳng Karate nè. Tứ đẳng Vô Vi Nam nè. Ngũ đẳng Judo nè. Đại khái em á là cao đẳng á. À. Em nói thiệt đại ca. Sao? Bữa nào đại ca vợt vài hiệp với em đại ca. Cho em học hỏi mà vợt vài hiệp. Tôi muốn học hỏi hả? Dạ. Hey, anh nói chú nghe. Ừ, chuyện học hỏi đó thì từ từ. Bởi vì học võ đâu phải là học một ngày nó tiến bộ liền được đâu. Em biết, em biết phải tập mà. Thấy không? Thôi. Tối nay vượt ngục á, ra từ khỏi tù á, anh nhận chú làm đại đệ tử. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Giờ khỏi. Đại ca biết không, đại ca, em á nha, thượng đài gần 100 lần rồi. Chưa tính là quýnh lộn ngoài đường nè ha, đường hẻm, đường phố vậy nè. Nè, mới kỳ mới thi lên đài nè. Đó, sao? Em lỡ tay quýnh chết địch thủ của em được lên tam đẳng Thái Cực Đạo. Ghê hả? Ở đâu bị ban giám khảo đá cái bóp, xuống sân nhị đẳng. Tao quánh chết thằng đó mà bị dạ. Tam đẳng xuống nhị đẳng đó hả? Dạ. Em nói cho đại ca nghe nha. Em có rất là hiếu học. Em mà nghe tin ai á giỏi võ là em bái làm sư phụ liền. À, dạ. Mà thân cỡ nào thân nha đại ca. Sao? Lên đấu võ đài với em á là em chơi xả láng luôn. Xả láng luôn hả? Chơi xả láng chết chịu ơi nè không? Đẻ ra là biết là phải chết liền nè. Đó. Đái xuống nữa. Đó. Đái xuống mà. Hả? Đại ca. Cứ dạy cho em về đường rồi cứ chơi. Mời, mời đại ca. Dạ. Yeah. Yeah, cứ chơi, thoải mái, mời. Nè, 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 nè. Everything okay, okay? Okay, okay, ông sao? Okay. Okay. Everything okay, man. Okay, good, good, good. Okay, okay. Mày cứ chừng tao cái chưa? Okay, man. Đại ca, mời. Chụt. Dạ, nhị ca, có em, có em. Mày hổng. Dạ, hổng vô gì? Cái nhất đặng, nhị đặng, tam đặng, tứ đặng, cao đặng của mày dạ, thì là đi dọa con nít. Đúng rồi. Đại ca như thế này mà hạ mình đấu với mày hả mày? Không, không có đâu, em kêu đại ca giỡn với em giỡn. Còn không mau ra xin lỗi đại ca. Đi. Dạ. Thôi khỏi chú ơi. Việc gì đây? Tôi thông cảm cho chú lắm. Cảm ơn đại ca. Hồi đó chú, anh mới bước chân vào giang hồ đó thì anh cũng giống như chú vậy đó. Đó. Ngứa tay, ngứa chân vậy đó. Đại ca. Sao? Đại ca. Chuyện gì? Bây giờ tôi được xin phép thay mặt cho toàn băng đảng Bon Judai. Ừ. Xin mời đại ca. Thôi. Khỏi xin lỗi, tôi đã bỏ qua rồi mày.
chua chuyện đó đi. Không, xin mời đại ca đấu với tôi vài hiệp chơi mà đại ca. Yeah! Mẹ luôn! Đó, con tối nay có chuyện coi. Được cái gì ca, có lý á. Mà lâu quá là biết là tao mới còn đánh được nữa. Còn ngon, còn ngon. Ê, đó, đã. Ê, Nhị ca, nhớ đá cái cú mà kìa rồi, Nhị ca đá thằng Mỹ Đen mà 7 feet đó, nhớ không? Nhớ cú đâu? Cái cú nào? Cái cú mà đại ca bay lên đá sông Huy á, bay kêu cao cao đá cái bóp ngay đầu á. Đầu nào? Đầu đuôi á. Vậy luôn á. Vậy mà cái đầu của nó á. Trời ơi. Quá là tao quên. Quên hả? Em giỡn với đại ca, em giật lại, em nhớ cú đó nè. Em đại ca giỡn á. Ok. Nha. Chuẩn bị nha. Đó đi. Đa tạ Nhị ca nương tại em. Đó, đó. Đại ca thấy không? Nhị ca nương tại em á. Không thôi là em rớt xuống nổi giờ đó. Đại ca, xin mời. Tôi hỏi ông lần nữa ha, ông có chịu thả chồng tôi không? Bây giờ chưa có làm hồ sơ ra tòa, thả vẫn còn kịp. Ê, what's up baby? Tôi giả mày chết cha mày, giờ ở tù còn dê nữa mày. Nến, bà muốn gì đây? Cấp chịu thả không? Nói đi. Chồng của bà đánh sĩ quan cảnh sát, giải dây chuyện bọn ăn cướp là thả làm sao được đây? Tại chồng tôi nghe lời tôi dạy chồng tôi hễ ra đường ha, bất bình là rút dao tương trợ. Chồng tôi can thiệp vậy là công dân tốt, sao bắt người ta? Can thiệp. Can thiệp hả? Trời ơi, tại sao không đi đánh cái thằng ăn cướp mà lại đi quýnh cảnh sát chứ? Thì mặt cha cảnh sát vô cô quý ăn cướp sao chồng tôi biết được? Thôi đi bà, tôi mệt bà quá đi. Bà đi về đi. Mệt bà quá. Bây giờ á phải chờ tòa án quyết định. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Còn gì nữa? Hả? Đại ca, xin mời. Mời đại ca. Bà luôn. Gì? Tôi nói cho bà biết nha. Sao? Chồng của bà đó nhất định phải vô tù để làm gương cho người khác. Suy nghĩ kỹ rồi phải không? Được, tôi sẽ về tôi mở họp báo. Ở đi. Tôi sẽ mời báo chí, truyền hình, truyền thanh tới ha, báo cho họ biết Trung quý Danny, người hùng của sở cảnh sát của ông á hả, bị chồng tôi cho một cái chổi. Cái gì? Ông quên chơi một cái chổi vô mặt, bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đường phải nằm nhà thương. Lúc đó hả, tụi vô đảng nó coi có còn nể của Trung quý Danny của ông nữa không? Hát con mẹ này nó cũng phải. Tôi báo cho ông biết hồi nào giờ tụi vô đảng nó sợ ông Trung quý Danny như cọp vậy đó. Bây giờ quá ra chỉ là một cọp giấy thôi, nó muốn đốt lúc nào cũng được hả? Còn ông á, đá một cái cha mày vô. Còn ông á hả, trời ơi, đàn ông đàn bà, ông quên, đàn ông gì mà con mắt á như hai cái đèn mobilet vậy đó, móc gì nào cũng được, móc gì nào cũng được, rồi báo cho ông biết vậy đó. Thôi đi. Gì? Thôi đi. Gì thôi? Tôi nói cho bà biết nha. Biết gì? Hiện bây giờ á, Trung quý cảnh sát Danny á đang ở trong bệnh viện. Cái tôi sẽ vô trong đó giải thích với ông ta. Vậy nói sao? Nhưng mà cái gì? Bà hứa với tôi. Hứa gì? Tôi sẽ thả tên bà ta. Được à? Nói gì mà chả, đừng có la lối ông sầm vậy đâu nha. Không. Đó. Bởi vì Trung quý cảnh sát Danny đó là bồ của tôi. Làm gì? Làm gì vậy? Vợ làm có này sợ nha. Thở đâu mày hứa cho tôi nghe chưa? Hứa. Đừng nói gì hết trơn nghe chưa? Thấy gì đây không? Con heo. Thấy gì đây không? Con gà. Làm gì? Uy tín. Uy tín. Tượng trưng cho tổng chồng tôi. Chồng tôi á bình thường là con heo nọc mà đụng chuyện như con gà mái vậy đó. Thôi bây giờ tôi về, tôi hứa chắc với ông uy tín thì mình. Khoan về đứng đây đợi chút. Đứng đây phải không? Đợi chút. Okay. Đợi. Đâu rồi? Cân à Cân. Ê cũng là mày đó nghe mày. Hả? Ở tù suốt đời nha con. Thằng này đàng hoàng chứ mày. Giỡn mặt với tao hoài. Thằng áo vàng đi ra. Are you talking to me? Thóc cái đầu của mày á. Đi ra. Nè, trả lại chú. Đi vô mày. Cái gì? Mày còn 5 cuốn nữa mày. Đi. Chú ơi, rất tiếc là anh phải đi về sớm, không có thì giờ để mà chỉ lại mấy cái đòn độc chiêu bí truyền của anh. Thôi, để khi khác nha. Anh, trời ơi, ở tù mới mấy tiếng mà điên rồi hả? Ở nhà có nước thù cũng sợ, vô đây làm bài đại ca. Trời.
ơi, thôi về hút bụi rửa chén cho tôi đi con chuyện ông nội. Để anh đưa em đi. Hả? Thôi thiệt với em đó nha. Hả? Sau khi ở tù ra đó, ủa? Anh bây giờ gan dạ lắm rồi. Vậy sao? Thấy chuyện bất bình, gan. Thấy máu, không xỉu. Vậy mới là chồng em chứ. Ê, trời ơi, chồng em lộn về máu quá trời. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào đùa, ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, mời vô, mời vô, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè, cái người mà cái mặt già già xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cười giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my god, rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở đâu mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? Dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là tự nhiên bạn vô đây mày xuống tông làm hết hồn hết vía à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi gì? Tướng tá gì? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý vậy nè, ý chị nói là già già xấu xấu như bà này chồng bỏ chị không tức, mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao?
Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời, trời ơi, tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Tôi vừa phải đâu. Thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và Mà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá, cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Quá tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Còn chị Trinh, tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn ngày xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ. Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á, tại chị dữ quá. Cái gì mà dữ vậy, mà dữ vậy cơ, dữ em có dữ cái gì? Em biết dữ. Còn mày, mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn không 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 mà tôi hơn bà. Tôi hết rồi. Hả? Tôi hơn bạn bậc à, hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi đó, chồng như thế không, thấy khổ ghê không? Đó, chồng thôi, là chi thôi. Em nói chị nghe nè, nó nghe nè, người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu à, nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt, nói cười nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi thì mày có kinh nghiệm đâu. Thôi Lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà Lụm vậy trời, tao đâu có quăng gì đâu mà mày Lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? À. Biết. Con nhỏ rap rap đó phải không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày không? Muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên đó nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu Milu đó. Vô duyên à? Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu gì kỳ lắm. Đúng rồi, tao không tỉ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên Lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn rồi. Giờ mày đã rồi, sao đâu mày kể tao nghe coi. Rồi đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày, sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Mày giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy, chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lết vậy, không sao đâu. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoàng sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen à. Mới ra khỏi cửa xỉu à. Mày biết tao làm gì giờ? Ừ. Sẵn có ba đứa con nó ở nhà à. Tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài, đánh ghen không thấy. Tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài à. Không cái nó tỉnh dậy mày không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá ừ. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi. Cho nó dơi sầu. Hỏi đi, hỏi đi. Ở chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum đó phải không? Ừ. Hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Ừ. Sao thấy quen quá. Ừ. Thôi vậy đó hả? Ừ. Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt cái bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi?
Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi hết trơn á. Có bữa sắp sửa gặp tới mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó. Mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Ừ. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu liễu. Rồi uống rượu quen thôi, quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha, nha. Thôi. Sao đây? Giờ mày xuống đây ráng mày giúp tao đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè, bây giờ mày tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, rồi từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á ổng cũng đi tập cho người ta từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà. Ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm, cái là 9 giờ tối cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì? Chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Ngu chồng gì? Tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ, biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn. Chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy, tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó. Cái người đó là người biết điều, biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống là tao nói nghe. Bây giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động, biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ với mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái đây có cái app nè, cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở bờ chăn gà nè, chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Như tao thấy cái này nhúc nhích rồi mày ơi. Đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chồng mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng, thấy chưa? Mày thấy không? Đó, khung cảnh này, đó. Ủa, trời ơi, nhúc nhích rồi. Ủa, sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Cái quán cà phê, xéo văn phòng tao nè. Ê, tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ủa chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho coi hình được không? Nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao hẹn gì kỳ cục chị? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết đó chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn, tôi chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra nó chia đi. Này sao Liễu, chắc tao xỉu đó, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì, nó làm không tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà rồi để tao đi với mày. Để nó xử. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi, tao xử. Sao không kỳ cục gì? Trời ơi. Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe đấy nè, đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh sơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you too. Hey. Baby. Em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ, bây giờ bẻ rồi.
cho bé. Dạ bé, dạ bé, dạ bé, dạ bé, dạ bé. Tập cho cố vậy, kéo lên được chưa? Tập vừa vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không, mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói từng vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái cân hình, thân hình giật 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 cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi, thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. À? Em chưa uống hết một ly mà hi húp hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê quá. Cái tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nó nghe nè, cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, tại vì còn một cái chương trình nữa. Dạ, dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giò. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi. Mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi. Miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Nè, à bắt... Cái gì vậy? À, cái gì vậy em? À, nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ, dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi, đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ra sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo, hồi nãy là con chuột, giờ con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á? Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi, cả tuần lễ anh không gặp, anh nhớ em quá. Ngồi đây đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì? Lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn, mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ hay ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em, bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Phải, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi, cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè, em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó, hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây, có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy nó bán có nhiều anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng sao? Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à? Tôi thấy anh sung sướng quá. Có dạ? Tặng cho baby
Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Thay liền nha. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cái đồ vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy? Anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à. Anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này em phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Nhưng giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè, ơi. Mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Nè. Đó, dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dứt luôn anh. Vô. Chưa? Búp. Đó. Rồi hay giờ quá. Chói anh với chói đây, em đây. Lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ đem vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đợi em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng thì anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em mần việc. Đó, vô nha. À, đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng để em ra nghe anh nha. Bận cái I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Chị cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng ra sao cái tướng khác vậy ta? Em vậy chị Liễu. Vậy chị đi dạy tao đây vậy? Tao giận má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À bớt hồn bớt mồ hôi luôn á. Nó nghe nè chị Liễu. Vậy chị chơi xấu gì chị Liễu? Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe anh giải thích à, anh có nỗi khổ đó à. Mấy ông đàn ông nha, 10 ông như 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Không, không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa nha. À, nè đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Không, đúng là như vậy tại đó. Vì thật sự là anh nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên tôi sẽ sống cho tôi. Đúng à, rồi Thủy. Đừng. Ủa? Ồ, hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dừng ơi. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Tôi ra khỏi chỗ này được không? Được, em muốn đi đâu anh chở em đi, miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hai. Cố lên. Sống cho mình nha. Vợ mình. Chị Liễu nói em tiếng đi, chị Liễu. Nói gì, đáng đời lắm. Xin vô. Chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai không biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo
sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá. À. Ê. Em mừng quá à. Anh bây giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi hay là mình đi cái máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Rồi đó, hình đó. Hình đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên chỗ đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ còn một mình anh thôi. Mina, hát. Hát cái gì mà hát? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đây, nhìn đi. Bye. Ê! Trời ơi! Không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hát. Luôn. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa không? Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Paris by Night 135 từ công phụng trên ngọn tình sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabi. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời? Hi everybody. Em chào nhỏ. Nữ, cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha, nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều. Ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi già thì như vậy là cái người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô cậu Tơ thôi. Ừ. Trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi gì rồi đó. Ủa biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe, nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi cái gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Ừ. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Ồ. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè cậu, cậu tôi cho, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Ừ. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ồ. Ai cũng giòn tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha, vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Ừ. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vác, trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Ừ. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten trồng đó. À mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe.
bà quê mùa nữa. Áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục 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 bạn mình mất hứng rồi sao? Trời ơi, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc. Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục lục cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó, làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất à. Ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi mà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa. Trời đất, áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Thử hiểu ý cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ. À, hôm ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa, tượng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi thích nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À, tôi hiểu rồi. Dạ, dạ. Con nói thầy nghe nè. Nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha. Thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi, hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn ha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao cho nên tụi con mà xong. Dạ con này con làm sao cho con có thể làm được như thế là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe? Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết á. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ, tôi nghe rõ, tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, dạ thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con hồ ẩm trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, bảo kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ, vậy con cầu ông Tơ Bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ, con cảm ơn ông Tơ Bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào mà thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Con này Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Nói áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy cậu? Thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ, dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút.
gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời, làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời, bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ, tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa. Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Bà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Dạ thôi, con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con đeo vô rồi. Trời, giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Thách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không, cậu Tơ ơi? Ai vậy? À. Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Dạ con thấy tưởng là cô chứ. Mới sắm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Sau này doctor nói làm sao tin dạ, không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó. Bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Yeah. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Yeah. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Cầu cầu tiêu, cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi, để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ, con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ vậy trời. Bác sĩ vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bỗng chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy, cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. Sợi chỉ thì tôi cầu duyên đeo vô người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp đây nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đổi ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. Đi. Dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ tôi quên cái bóp. Dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ không có gì trong đó. Dạ xin phép ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng, trời bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh. Trời em mừng quá. Trời ơi. Trời linh quá, đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi linh gì hết trời. Trời ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi, anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thấm thiết đi tìm nhau vậy. Mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em. Tại cổ. Tại anh. Tại em tại chứ. Ông á. Bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Làm sao mà quên được? Rồi, đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu Tơ coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây, 40 năm về trước. 40 năm về trước? Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê. Được làm cô gái bán cà phê hả? Rồi. Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tại
Này tay nắm tay. Khoan anh, tại 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh. Một chiều em dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhạc. Làm lại. Làm nhẹ vâng anh, dạ dạ. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Nhảy cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi ngồi em. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi á. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi banh đũa không, không hái gì trơn trụi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi hơi đâu mà ba mà hái bông phượng rồi ép làm cái gì? Trời, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì em bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen? Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cạo gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô, chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ờ, ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Để tôi đưa ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? À. Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Ừ. Thôi được rồi. Ổng muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh. Ở lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu kìa chứ? Vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Ê, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Đâu có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. À? Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn, tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Ừ? Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cứu quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau. Ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. Mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị uống đi cưng. Tôi uống không có được.
Ủa sao giờ anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống có gì không? Ừ. Anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi, vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi cho anh dù duyên thiệt đó anh. Trời ơi, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á. Em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan, cái gì? Là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà, nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi, má đón con về đi má ơi. Má. Ủa ai vậy? Ăn cướp, ăn cướp. Dừng thôi. Ăn cướp. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp, ăn cướp. Thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời, ăn cướp trời ơi, trời ơi. Cầu đi, cầu đi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy trời ơi, cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi. Trời anh ơi, anh Trọng ơi, chi vậy, em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Nè dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi. Anh Trọng mà em thương anh như vậy đó. Em thương anh vì anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè, sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi, cho nên bây giờ mới tên Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê, vậy má bà chết rồi kìa. Tự do tí với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à. Anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà... Trời ơi, sao ông này mệt ghê. Sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Ờ, sao cứ lừ đừ vậy. Nhanh lên, lừ đừ. Nó nghe. Ngồi xuống. Bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh? Anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ, trà xanh. Thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn nãy còn rồi, uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Very good. Anh uống đi. Yeah. Uống đi. Bây giờ, nãy uống, mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy? À? Uống xong rồi hả? À. Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Kiều, em có bị sao không vậy? Em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Yeah. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội,
vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn đó hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi. Nó nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng, chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Thôi nhưng đó. Mà bây giờ em vẫn một mình anh à. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Thôi bây giờ uống xong rồi ăn ha. Đúng rồi, đồ ăn luôn. Đúng rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? À, anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị ấy, nó chữ phở nhìn nó thấy thương, còn anh nó chữ phở nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở, rồi em bưng hai tô phở. Ê! Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái răng qua, tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng ngâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách, hết phở rồi. Cái gì vậy? Sao chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Chứ quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè nè, nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À, còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. À. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc gì ạ? Ủa sao lại? Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy? Lẹ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Ô, đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi làm dạ. Làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu, lắp ráp cái một trời. Mà đều ngon. Vậy hả thầy? Trời ơi, ngọt thiệt thầy. Ngọt. Nè, trời ơi, cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt ta nghe, trời ơi, nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. Ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không. Trời ơi, ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. Dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ lại giùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay qua quay lại được, giờ lớn tuổi quay nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à. Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời? Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến thì sao? Nhưng đối với anh đó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thôi thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nữa rồi. Ê khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh cũng có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà đọc lòng? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hãy có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ê, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa gì ăn cướp?
Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan. Quá, cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bãi giùm tôi. Ê, trời, cái gì vậy? Cái giật điện thoại. Giật đi lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt Duyên Âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt Hải Dương Dương của cậu đó. Vậy vậy? Giật điện thoại mà đi. Không, ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi. Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi xong. Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Trời ơi sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi tại sao cậu ác vậy cậu bắt? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à. Em dược dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh dậy đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh ơi, em nói anh nghe nè, cái người nào mà xả thân để cứu em, có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh tịch. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như Hồi Dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh. Bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh, nha. Anh say yes đi, nha. Không. Em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh hãy uống cả bụm thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống, một ngày em uống hai ba bụm thuốc luôn anh. Nhưng mà tại tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lợ. Không thể được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét với cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi, đúng không? Đúng rồi. Lỡ già đản trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đó với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đản trí, xấu xa, bị đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh, nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó, thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe, nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng ý anh đó. Đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Thiệt hả Kiều? Cho nó nghe nè. Vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là cái liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say.
như chưa bao giờ em ngồi đây với anh cùng nhau lắng nghe mùa xuân đang mơ toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu. Đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi. Nếu anh... có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tại vì cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe. Tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.